Chiều ngày 19 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Miss Earth Việt Nam 2023 đã được chính thức khởi động với chủ đề Me Love Street. Theo đó, Miss Earth Việt Nam 2023 bắt đầu kế hoạch tuyển sinh từ nay đến ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thí sinh dự thi là công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa lập gia đình và chưa từng có con, chưa qua chuyển đổi giới tính. Miss Earth Việt Nam sẽ có format chương trình truyền hình với 3 mentor chính là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa và Miss Earth Việt Nam 2017 Hà Thu, hứa hẹn sẽ mang đến những điều khác biệt trong cuộc thi lần này. Đồng hành cùng Miss Earth Việt Nam 2023 còn có đương kim Hoa hậu Miss Earth 2022 Mina Suchoi, là đại sứ của cuộc thi tại Việt Nam. Hoa hậu Mina Suchoi sẽ đồng hành với rất nhiều hoạt động về môi trường của Miss Earth Việt Nam 2023. Bên cạnh đó là những khoảng thời gian truyền đạt kinh nghiệm để giúp cho các thí sinh tự tin và bản lĩnh hơn trong hành trình đi đến cuối với cuộc thi. Nhiều cuộc thi và các cuộc thi ở các đơn vị khác tổ chức cũng rất là hay và rất là hoành tráng. Thí sinh cũng rất là đẹp, tổ chức rất là chỉn chu. Thì TNA Entertainment lần đầu tiên tổ chức Miss Earth Việt Nam 2023 sẽ tổ chức như thế nào để có những cái thú vị. Thì thưa với quý vị là Ngọc Ánh, tiền thân là công ty quảng cáo Ánh Việt, một trong những công ty quảng cáo local đầu tiên tại Việt Nam. Và chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái chương trình lớn, từ đón Thủ tướng, đón khai trương khu công nghiệp tại Bình Dương, rồi show, fashion show của VNRD cuối cùng tại Việt Nam và rất nhiều các chương trình khác. Và một cái công ty gọi là tổ chức sự kiện hiện nay số 1, tức là nằm trong top của Việt Nam, đó là công ty của Long Cam. Và một công ty coi như là gọi là đông show gần như là nhất Việt Nam thì cũng là một thành viên của Ánh Việt trước đây. Và xin mời anh Long Cam đứng lên ạ, cho mọi người chim nữa. Và có rất nhiều những nhân tố tài năng của trong showbiz thì cũng là nhân viên của Ánh Việt trước đây. Nói về kinh nghiệm tổ chức thì chúng tôi không có lo lắng, bởi vì chúng tôi có những cái đối tác rất là có kinh nghiệm, và bản thân Ngọc Ánh thì cũng đã 30 năm trong nghề này. Nói về chuyện làm sao để cái chương trình của mình nó khác biệt và nó có ý nghĩa thì thực sự đó cũng là một điều rất là trăn trở đối với tổ chức Miss Earth. Nhưng chúng tôi có một lối đi rất là riêng. Thì như lúc nãy đến giờ thì quý vị cũng thấy là chúng tôi tổ chức một cuộc thi, ngoài cái vẻ đẹp về hình thể, về sắc vóc thì chúng tôi cần những thí sinh thực sự có một niềm đam mê, một cái tri thức, một cái sự yêu mến để bảo vệ mẹ trái đất thực sự. Và đó không phải là những cái việc làm hứa suông như là chị Huyền bên Kaya đã nói, và chúng tôi bằng những cái hành động cụ thể. Trước khi chương trình này bắt đầu thì chúng tôi đã bắt đầu những cái cây đầu tiên ở khu rừng Mỹ Sơn rồi, và chúng tôi sẽ cam kết là trong những năm tôi còn có thể làm Mỹ Sơn, còn được sự ủng hộ của tất cả báo giới truyền thông và các đơn vị đồng hành, thì chúng tôi sẽ trồng hàng triệu cây xanh. Và chắc chắn là tôi biết rằng là các đơn vị đồng hành đang có mặt ở đây cũng chưa bao giờ tài trợ và đồng hành các chương trình hoa hậu. Vì nói đến hoa hậu họ có điều e ngại, nhưng khi chúng tôi nói về dự án Miss Earth thì họ đồng lòng cả hai tay. Và họ đã có mặt ở đây ngày hôm nay, và rất nhiều người đang coi livestream để xem chúng tôi làm như thế nào. Không chỉ bling bling, sắc đẹp, mà chúng tôi làm những hành động thiết thực và thật có ý nghĩa. Chúng tôi cũng mong là báo chí và tất cả mọi người cùng ủng hộ cho Miss Earth Việt Nam. Họ đã đăng ký tên đó rồi, và chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ chúng ta dịch là hoa hậu địa cầu hay là hoa hậu quả đất? Thì đôi khi nghe nó cũng chưa có đúng, với cũng có thể là đúng, nhưng mà chưa nghe nó chưa như những gì mọi người kỳ vọng. Thì chúng tôi là những cái đơn vị mà có bản quyền chính thức của để mà tổ chức cuộc thi hoa hậu trái đất Việt Nam, và có bản quyền chính thức tổ chức cuộc thi hoa hậu quốc tế năm nay tại 2023. Nhưng chúng tôi không thể đăng ký cái tên đó, bởi vì ở Việt Nam cũng đã có những cái đơn vị họ đăng ký rồi, thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao cả. Thì đó là một vấn đề rất là nhức nhối của những cái chương trình. Và ví dụ trong tương lai, những cái hoa hậu khác, những chương trình hoa hậu khác đã có tiếng ở thế giới mang về Việt Nam thì cũng sẽ gặp những cái trường hợp như
trình nào chúng tôi cũng mời bạn Khánh, nhưng vì có những cái lý do về sức khỏe, bạn Khánh không thể đồng hành dài ngày, và chúng tôi hy vọng là ở chung cuộc thì bạn Khánh sẽ xuất hiện. Và bạn Khánh luôn gửi lời chúc rất là tốt đẹp đến chương trình và mong chương trình thành công, và cũng rất là mong Tân Hoa Hậu là những người xứng, là những người xứng đáng để mà đại diện cho Việt Nam đi thi đấu trường quốc tế. Và Khánh nói là khi nào Khánh sắp xếp bất cứ lúc nào mà chương trình cần và bạn Tân Hoa Hậu cần thì Khánh sẽ ngồi một một để mà chia sẻ những kinh nghiệm. Thì nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Hoa Hậu Trái Đất 2018, Phương Khánh. Cảm ơn bạn đã xem tin Hot Post trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sao, sôi sào mới nhất nhé.